quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin thân ái kính chào quý vị đã đến với chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau học và suy ngẫm lời của Chúa trong sách Ê-sai từ đoạn 31 cho đến đoạn 35. Tôi xin phép được khởi sự. Ê-sai đoạn 31, lời cảnh báo về việc liên minh với Ai Cập. Khốn cho những kẻ xuống Ai Cập để cầu cứu, dựa vào ngựa chiến, nhờ cậy vào đoàn chiến xa đông đảo và lực lượng kỵ binh hùng hậu, mà không nhìn lên đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng chính Ngài là đấng khôn ngoan, đấng giáng quả, đấng không rút lại lời đã phán ra. Ngài sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ ác và chống lại kẻ giúp bọn gian tà. Người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Ngựa chiến của chúng chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va giang tay ra, kẻ giúp đỡ sẽ lảo đảo, người được giúp sẽ ngã nhào, tất cả cùng bị diệt vong. Đức Chúa Trời giải cứu Jerusalem. Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế này: như sư tử hoặc sư tử tơ gầm thét khi bắt được mồi, mặc dù một đám chăn chiên hợp lại chống nó, thì không vì tiếng la hét mà nó sợ hãi, không vì náo động mà nó khiếp sợ. Cũng vậy, Đức Giê-hô-va quản quân sẽ ngự súng để đánh trận trên núi Si-ôn và trên ngọn đồi của nó như chim bay lượn. Thế nào thì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ Jerusalem thể ấy. Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát, Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó. Hỡi con dân Israel, hãy trở lại cùng đấng mà anh em đã hết sức chống nghịch. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ các tượng thần bằng bạc, bằng vàng do chính tay tội lỗi của anh em làm ra. Assyri sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm chẳng phải của con người, và một lưỡi gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó. Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm ấy, và những thanh niên của nó sẽ phải làm lao dịch. Tảng đá của nó sẽ qua đi vì kinh hoàng, các quan chức của nó khiếp sợ vì thấy ngọn cờ. Đó là lời phán của Đức Giê-hô-va, đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Jerusalem. Ê-sai đoạn 32, lời hứa về vương quốc công chính. Này, sẽ có một vua trị vì theo sự công chính, các quan chức sẽ cai trị theo lẽ công minh, sẽ có một người như nơi nấp gió và chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi khô hạn, như bóng phần đá lớn trong đất cằn cõi. Bây giờ mắt của những người thấy được sẽ không nhắm lại, tai của những người nghe được sẽ lắng nghe, lòng của người hấp tấp sẽ có sự thông sáng để hiểu biết, lưỡi của người cà lâm sẽ nói lưu loát và rõ ràng. Kẻ ngu dại sẽ không được gọi là cao quý, kẻ quỷ quyệt chẳng ai cho là đáng kính. Vì kẻ ngu dại sẽ nói những lời dại dột, lòng họ mưu đồ việc gian ác để làm chuyện vô đạo, nói điều xúc phạm đến Đức Giê-hô-va, làm cho người đói phải trống bụng và kẻ khác chẳng được uống. Kẻ quỷ quyệt dùng những vũ khí gian tà, nghĩ ra những mưu ác và dùng lời dối trá để làm hại người nhu mì và người nghèo khó. Dù họ đòi hỏi điều chính đáng, nhưng người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý và đứng vững trên những việc cao quý. Cảnh báo tai họa cho những đàn bà tự mãn. Hỡi những người đàn bà tự mãn, hãy trỗi dậy mà nghe tiếng ta. Hỡi những con gái vô tâm, hãy để tai nghe lời ta. Trong một năm và mấy ngày nữa, các ngươi là kẻ vô tâm sẽ run rẩy, vì mùa hái nho sẽ mất và mùa gặt hái cũng không đến. Hỡi những đàn bà tự mãn, hãy run rẩy. Hỡi những kẻ vô tâm, hãy bó rối, hãy cởi áo, hãy ở trần, hãy thắt lưng bằng vải xô. Chúng sẽ đấm ngực than khóc về đồng ruộng màu mỡ và vườn nho sai quả, vì gai góc và bụi rậm mọc lên trên đất dân ta, vì mọi nhà hoang lạc trong thành vui nhộn không còn nữa. Thật vậy, cung điện vắng tanh,
thành đông đúc bị bỏ quên, đồi và tháp canh trở nên quen động đến muôn đời, cho lừa rừng làm nơi đùa giỡn và làm đồng cỏ cho các bầy súc vật, cho đến khi thần từ trên cao được đổ xuống cho chúng ta, quan mạc biến thành vườn cây ăn quả. Vườn cây ăn quả được xem như một cánh rừng bình an trong sự cai trị của Đức Chúa Trời. Bấy giờ lẽ công minh sẽ ở trong quan mạc và sự công chính ở trong vườn cây ăn quả. Sản phẩm của công chính là sự bình an, thành quả của công chính là sự yên ổn và an ninh mãi mãi. Dân ta sẽ cư trú trong nơi bình an, trong chỗ ở an toàn và nơi nghỉ ngơi thanh thản. Nhưng mưa đá sẽ đổ trên rừng và thành trì sẽ bị triệt hạ. Phước cho các ngươi, những người gieo giống bên mọi dòng nước, thả cho bò lừa đi ăn cỏ tự do. Ê-sai đoạn 33. Lời hứa cho dân Chúa được giải cứu. Khốn cho ngươi là kẻ quỷ diệt mà chính ngươi chưa bị quỷ diệt, là kẻ phản bội mà chưa bị ai phản bội. Khi ngươi ngưng quỷ diệt thì ngươi sẽ bị quỷ diệt, khi ngươi thôi phản bội thì ngươi sẽ bị phản bội. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót chúng con. Chúng con trông đợi Chúa, xin ban sức mạnh cho chúng con mỗi buổi sáng, giải cứu chúng con trong lúc hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều chạy trốn. Khi Chúa đứng lên, các nước chạy tán loạn. Của cải các ngươi sẽ bị gom như cào cào, người ta xông vào nó như đàn châu chấu xông tới. Đức Giê-hô-va được tôn cao vì Ngài ngự trên cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy công lý và sự công chính. Ngài sẽ là sự bền vững cho ngày giờ của ngươi, là sự phong phú của ơn cứu rỗi, sự khôn ngoan và tri thức. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là kho báu Ngài ban. Nay những dũng sĩ của chúng kêu la ngoài đường, các sứ giả hòa bình khóc lóc đắng cay, đường cái hoang vắng, đường xá không người qua lại, người ta đã phá vỡ giao ước. Xem tường nhân chứng, chẳng coi ai ra gì, đất đai than khóc và hao mòn, Liban xấu hổ và khô héo, Sa-rôn giống như đồng quan, Ba-san và Gạch Minh trơ trụi. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ ta sẽ đứng dậy, bây giờ ta sẽ tự tôn cao, bây giờ ta sẽ được tôn vinh. Các ngươi mang thai rơm rạ, hẳn sẽ sinh ra cỏ rác. Hơi thở của các ngươi là lửa thiêu nuốt mình. Các dân sẽ như vôi đang bị nung, như gai đã bị chặt và đốt trong lửa. Hỡi những kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Hỡi những kẻ ở gần, hãy nhận biết sức mạnh của ta. Tại Si-ôn, bọn tội nhân kinh hãi, đám vô đạo run rẩy, chúng nói, ai trong chúng ta có thể ở với lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta có thể ở với lửa cháy đời đời? Người bước theo sự công chính và nói điều chính trực, xem thường món lợi bất chính, giữ tay không nhận hối lộ, bịt tay không nghe chuyện đổ máu, nhắm mắt không nhìn việc ác, người như thế sẽ được ở nơi cao, có đồn lũy bằng vách đá làm nơi trú ẩn. Người ấy sẽ luôn được cung cấp bánh ăn và chẳng lo thiếu nước uống. Miền đất của vua uy nghiêm. Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng vua trong vẻ đẹp của Ngài và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa. Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp và tự hỏi, các quan chức ở đâu, kẻ thu thuế ở đâu, ngươi kiểm tra các tháp canh ở đâu. Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân bạo ngược ấy nữa, là dân nói tiếng xa lạ khó nghe, nói thứ tiếng không thể hiểu được. Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ đại lễ của chúng ta, mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên tĩnh, là liều sẽ không còn dời đi nữa, các cọc liều không còn bị nhổ đi, tất cả dây thần không bị đứt. Vì uy nghiêm của Đức Giê-hô-va sẽ ở với chúng ta tại đó, là nơi có sông suối rộng lớn, không có thuyền chèo đi lại, chẳng có tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là đấng phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua của chúng ta, chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Các dây của ngươi
đã bị tháo lỏng, không thể giữ chân cột bùm và không thể dương bùm được. Bây giờ người ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm, ngay cả người què cũng được phần của nó. Dân cư sẽ không còn nói tôi bị bệnh, người sống trong đó sẽ được tha. Ê-sai đoạn 34, lời tiên tri về sự trừng phạt người Ê-đơm. Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe. Hỡi các dân, hãy chú ý. Đất và mọi vật trên đó, thế giới và mọi vật sinh ra từ nó, hãy cùng lắng nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận chống lại mọi nước, cơn thịnh nộ Ngài giáng trên tất cả quân đội của chúng. Ngài khiến chúng bị hủy diệt, phó chúng cho cuộc tàn sát. Những kẻ bị giết của chúng sẽ bị ném bỏ, xác chết xông lên mùi hôi thối, núi non máu chảy đầm đìa. Tất cả tinh tú trên bầu trời sẽ tan tác, các tầng trời sẽ cuốn lại như cuộn sách. Tất cả tinh tú sẽ tàn lụi như lá nho khô rơi rụng, cũng như lá vải khô rơi xuống từ cây vả, vì gươm ta ở trên trời đã uống thỏa mãn. Nay nó sẽ trừng phạt Ê-đơm, dân mà ta đã phó cho sự hủy diệt để chịu phán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va dính đầy máu, váy đầy mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ trái cọc của chiên đực. Vì có một cuộc dân sinh tế cho Đức Giê-hô-va ở Bót-ra, là sự tàn sát lớn trong đất Ê-đơm. Bò rừng, bò tơ và bò đực đều ngã xuống với chúng. Đất của chúng sẽ say vì máu, bụi của chúng thấm đầy mỡ béo. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cớ Si-ôn, các sông suối Ê-đơm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu huỳnh, đất đai nó trở thành nhựa thông đang cháy. Ngày đêm không bao giờ tắt, khói bay lên không dứt, đất sẽ bị bỏ quen từ đời này sang đời kia, mãi mãi không còn ai đi qua đó. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy nó, chim cú và chim quạ sẽ ở tại đó. Chúa sẽ giăng dây đo hỗn độn và giăng dội trống rỗng trên nó. Giới quý tộc của nó không còn, ở đó không được gọi là vương quốc nữa. Tất cả các quan chức của nó đều không là gì cả. Gai gốc sẽ mọc trên các lâu đài, bụi rậm và cỏ rác mọc lên trong các đồn lũy. Nó sẽ trở thành quen chó rừng và chỗ ở của đà điểu. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó, loài dê ma quái hú gọi nhau, yêu quái sẽ qua đêm tại đó và tìm được cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Chim cú sẽ làm tổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng cánh mình. Tại đó, diều hâu cũng tụ họp lại, trống máy, cỏ đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc. Trong những thú vật ấy không thiếu một con nào, chẳng một con nào là không đủ đôi, vì chính miệng Đức Giê-hô-va đã truyền và thân Ngài đã quy tụ chúng lại. Chính Chúa đã bắt thăm, tay Ngài dùng dây đo chia phần cho chúng. Những thú vật ấy sẽ chiếm hữu đất này mãi và ở đó từ đời này sang đời kia. Ê-sai đoạn 35. Con đường thánh, quang mạc và đất khô hạn sẽ vui vẻ, đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên. Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trỗi tiếng hát ca, vinh quang của Liban sẽ được ban cho nó. Cùng với vẻ đẹp của Carmen và Sharon, chúng sẽ thấy vinh quang Đức Giê-hô-va và sự huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy. Hãy bảo những người có lòng lo sợ rằng, hãy vững lòng, đừng sợ. Này, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đến với sự báo thù, tức là sự báo thù của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu anh em. Bây giờ, mắt người mù sẽ thấy được, tai người điếc sẽ nghe được. Bây giờ, người què sẽ nhảy nhót như con nai, lưỡi người câm sẽ ca hát vang rừng. Vì có những dòng nước trào lên trong quang mạc và các suối tuôn chảy nơi đồng quang, cát nóng sẽ biến thành ao hồ, đất khô hạn sẽ biến thành suối nước.
nơi chó rừng đã ở sẽ trở thành đồng cỏ có sậy và cói. Tại đó sẽ có một đường cái, một con đường gọi là đường thánh, kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, nhưng nó dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy dù khờ dại cũng không lầm lạc. Tại đó không có sư tử, cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy. Chẳng ai thấy chúng ở đó, nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy. Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về. Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ. Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời của Ngài. Nguyện lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta tươi mới mỗi một ngày. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.